ngày 8 tháng 4, Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh cho biết đang xác minh làm rõ thông tin ngôi nhà vắng chủ trên địa bàn bị trộm phá cửa lấy tài sản. Trao đổi với phóng viên, ông VVB, 64 tuổi, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết căn nhà bị trộm là của mình. Vụ việc được phát hiện vào ngày 6 tháng 4. Ông B cho biết ngôi nhà trước đây ông cho thuê mướn. Thời điểm dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2021, người thuê gặp khó khăn nên trả nhà. Sau đó ông B có sửa sang, sơn lại, khóa cửa tìm người thuê mới và bỏ trống đến nay. Hai hôm trước, ông B cùng người nhà đến kiểm tra thì phát hiện ngôi nhà đã bị đập phá tan hoang, tài sản bên trong không còn gì. Theo ông B, tất cả 11 cửa sắt, nhôm, tủ bếp đều bị đập vỡ kính, tháo khung mang đi. Kẻ trộm dọn từ than sắt, máy bơm, máy lạnh, đường điện cũng bị cắt, la phong bị tháo, ông B nói. Ghi nhận, căn nhà cấp 4 rộng hơn 100m2 vương vãi kính vỡ. Trong nhà hơn 20 ổ điện bị tháo tung nắp, bàn thờ trên tường cũng bị gỡ đi. Ông B cho biết thiệt hại khoảng 50 triệu đồng, chưa kể việc phải thuê thợ tới khắc phục các hư hại. Sau khi vụ việc xảy ra, ông B do bận việc nên chưa đến trụ sở công an thị trấn Tân Túc để trình báo. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.